Xin trân trọng giới thiệu tới quý vị ba quả đốc lịch ngang 69, cao 1m19, dày 5 phân, với chất liệu gỗ hương đá đang hoàn thiện rất là đẹp. Và phần treo lịch là 16x24 và được nổi kênh bong sắc nét. Chữ là lộc viết mai vàng xuân hạnh phúc, đời vui sức khỏe, Tết an khang. Và cảnh đồng quê đây, đúng không? Người đi cày rất là đẹp. Rất đẹp lão này, kênh bong này, đúng không? Rất đẹp lão, rất kênh bong. Đấy. Cây cối kênh rất là đẹp, người đi cày rất tuyệt vời đúng không ạ? Rất là tuyệt vời luôn. Ba bức của bác khách hàng đặt cho ba người. Đó, các bác ở trong quân đội. Và bảy cái nhỏ trước làm rồi. Đây. Nặng nhỏ nhưng mà cũng rất nặng rồi đấy. Đấy. Đây là 47x77. Dày 3 phân, khung 4 ván 3, được rất nổi đẹp. Có chữ là hội đồng ngũ D41 đặc công 2023-2026. Tân niên hạnh phúc, bình an đến, xuân nhật vinh hoa phú quý về. Ở trên là thuận buồm xuôi gió, rất là tuyệt vời. Đấy. 7 cái nhỏ và 3 cái lớn. Quý vị có yêu cầu đặt hàng, liên hệ với chúng tôi. Tranh Ngô Minh Châu, tại nghiệp Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Tiếp theo thì có một cái quạt rất là lớn này. Tôi sẽ quay